Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Một tuần mới lại đến và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi. Và không dài dòng nữa thì chắc là cho phép mình đi thẳng vào cái nội dung chính của tập tuần này luôn. Tập tuần này, chủ đề của chúng ta sẽ là staking, liquid staking và stablecoin. Thì chắc là nhiều anh em khi mà đọc thấy cái tiêu đề này thì cũng khá là thắc mắc. Thì liquid staking chúng ta cũng biết rồi, cũng khá là hot cái thời gian trước khi nâng cấp sang 2 nó diễn ra. Stablecoin thì là một cái chủ đề nó đã quá bình thường và gần như là một cái mặc định của thị trường crypto. Và bản thân cái series DeFi Discussion này thì bọn mình cũng đã nói rất nhiều về cái chủ đề là stablecoin rồi. Vậy thì khi mà hai cái thứ nó bình thường như thế này mà nó được đặt chung ở trong cái tiêu đề của tập podcast này thì nhiều anh em chắc hẳn là cũng khá là tò mò, là không biết có cái điều gì thú vị và có cái liên kết nào đó giữa hai cái từ khóa này hay không. Thì chắc là để cho mình để lại cái câu hỏi ở phía sau của phần podcast. Còn đầu tiên thì cho cá nhân mình gửi đến anh em một vài cái thông tin, một vài cái cập nhật trong tuần qua, để đâu đó là những cái manh mối để anh em có thể tự trả lời cái câu hỏi mà mình đặt ra ở đầu podcast ha. Rồi, ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một cái tên nó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý khoảng 2-3 tháng rồi lại đây. Tuy nhiên là trong tuần vừa rồi thì đội ngũ này họ mới bắt đầu gọi là triển khai cái sản phẩm của mình lên trên mainnet để cho người dùng có thể trực tiếp sử dụng. Thì cái tên mình muốn đề cập ở đây đó là CRV-USD. Đây là cái đồng stablecoin được Curve Finance phát triển. Và để mà nói về cái đồng CRV-USD này thì chúng ta biết là về cơ chế thì nó cũng tựa tựa như DAI, tức là anh em sẽ phải thế chấp một lượng tài sản lớn hơn cái lượng stablecoin mình có thể mint ra. Đây là một cái cơ chế mà nó khá phổ biến ở trong thị trường DeFi rồi. Cái việc mà thế chấp tài sản có giá trị nhiều hơn cái lượng stablecoin mình có thể mint ra đó, thì nó sẽ giúp đảm bảo được những cái rủi ro không cần thiết khi mà cái tài sản nó lao dốc quá nhanh. Vậy thì CRV-USD thì nó khác gì với DAI? Thì nếu như mà anh em nào mà có quan tâm đến cái cấu trúc hoạt động của cái đồng stablecoin này thì có thể tìm hiểu thêm ở trong một cái bài viết mà bọn mình đã đính kèm trên Coin68. Và để mà nói ngắn gọn cho cái sự khác nhau này thì có thể nói là cái cơ chế thanh lý của CRV-USD nó là một cái cơ chế mà nó sẽ giảm thiểu những cái tác động khi mà giá tài sản thế chấp nó biến động quá nhanh. Thì cái này thì anh em có thể tìm hiểu đọc thêm, thì mình chỉ có thể nói ra một cái tóm tắt gọn là như vậy. Rồi thì với CRV-USD này thì chúng ta có thể thấy là họ khá là chật vật trong một tuần đổi lại đây khi mà triển khai cái phiên bản này. Thì nhiều anh em cũng biết là Curve Finance thì họ cái cách phong cách phát triển sản phẩm của họ thì nó cũng khá là indie, tức là cứ triển khai lên hết mainnet rồi xong mọi người sẽ gọi là thử nghiệm sản phẩm rồi sau đó sẽ đưa ra những cái nhận định khác nhau. Và tuần vừa rồi thì CRV-USD thì họ phải launch xong rồi gỡ xuống và lại tiếp tục redeploy cái hợp đồng, cái stablecoin của mình đến khoảng 3 lần. Thế mình nhớ không nhau là 3 lần. Thì đây cũng là một cái thông tin gọi là theo cái cách tiếp cận của họ thôi, tức là họ sẽ đẩy sản phẩm lên trước rồi cho nó chạy xong xuôi đó mọi người thử nghiệm. Thì một vài cái trục trặc liên quan đến cách tối ưu phí gas các thứ thì họ đã phải gọi là gỡ sản phẩm xuống và triển khai sản phẩm lên lại. Tuy nhiên là mình nghĩ là trong một tuần tới thì hoặc ít nhất là một tháng tới thì cái sản phẩm này sẽ bắt đầu có thể được người dùng bỏ tiền vào và họ sẽ thử nghiệm, và có thể nó sẽ đâu đó thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng. Thì nếu như mà anh em nào mà có tìm tòi vào trong cái document của CRV-USD á, thì sẽ thấy một cái mục là họ để cái collateral và cái địa chỉ. Anh em có thể copy cái địa chỉ này và dán lên Etherscan và check. Thì cái địa chỉ ví này nó là của FRX ETH. Thì đây là cái phiên bản token liquid staking được Frax Finance hỗ trợ. Đó, thì đây là cái dạng tài sản thế chấp mà có thể coi là duy nhất hiện tại của CRV-USD. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái tên khác cũng có liên quan đến cái mảng stablecoin và
cụ thể là stablecoin decentralized, stablecoin phi tập trung á, đó là MakerDAO. Thì trong tuần vừa rồi họ cũng có một cái cập nhật nhỏ, đó là cái nhánh sản phẩm Spark Protocol của họ thì đã bắt đầu đi vào sử dụng rồi, mặc dù thì nó cũng là những cái bước đầu tiên thôi, và cái lượng TVL, cái lượng tiền được khóa trên cái sản phẩm này thì nó cũng không quá lớn. Thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi cái hưởng ứng của cộng đồng như thế nào với cái sản phẩm này. Thì để mà nói về Spark Protocol á, thì để mô tả một cách ngắn gọn nhất thì đây là một cái phiên bản fork của AVV3. Thì AVV3 thì mình cũng đã đề cập đến những cái thay đổi đáng chú ý của cái sản phẩm này ở trong một cái tập, mình nhớ không nhầm nó tên là cập nhật nhỏ kỳ vọng lớn. Thì anh em nào mà có quan tâm đến cái ảnh hưởng của AVV3 với lại cái thị trường nói chung á, thì có thể nghe lại một vài cái chi tiết ở trong cái tập podcast mà mình vừa đề cập hồi nãy. Rồi thì với Spark Protocol á, thì họ sẽ fork ra, tức là họ sử dụng cái mã nguồn của AVV3, nhưng mà họ sẽ hỗ trợ thêm một cái 1% DAI saving rate. Thì cái này là bản thân của cái hệ sinh thái của MakerDAO, họ có cái nguồn lực này bởi vì họ là cái đơn vị phát hành trực tiếp ra DAI, và họ sẽ có những cái lợi thế để hỗ trợ những cái lãi suất như thế này ở trong cái sản phẩm Spark Protocol. Và họ cũng có một cái đề xuất là trích 10% cái doanh thu ở trong cái pool DAI về cho cái treasury của AV. Thì cái này là có thể coi là một cái win-win thôi. Nó cũng không hẳn là Spark Protocol ra mắt cái sản phẩm lending và họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với AV. Nhưng mà sẵn cái câu chuyện mà mình đề cập liên quan đến các cái stablecoin á, thì Spark Protocol sẽ là một cái bước đi mà nó giúp MakerDAO thúc đẩy được cái adoption, cái sử dụng nhiều hơn cho cái đồng stablecoin DAI của mình. Và một cái chi tiết mà mình cũng vô tình đọc được thôi, đó là Spark Protocol họ đang hợp tác với lại Element Finance để thúc đẩy cái một cái sản phẩm cũng liên quan đến mạng liquid staking. Thì cái sản phẩm này thì mình tạm để đây, để lát nữa khi mà xong xuôi hết thì chúng ta sẽ sâu chuỗi lại những cái dữ kiện này, và sẽ đâu đó chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi mà mình đã đặt ra đầu podcast ha. Ok, sẵn tiện thì nói về AVV3 thì chúng ta không thể bỏ qua được cái stablecoin GHO của họ. Và nếu như mà anh em nào mà theo dõi cái AVV3 và những cái cập nhật của họ thì sẽ thấy là họ ưu tiên rất là nhiều cho cái STETH. Đây là một cái phiên bản Liquid Staking Token của Lido Finance. Thì AVV3 họ có rất là nhiều các cái tính năng để làm sao để xoay vòng cái dòng tiền hiệu quả nhất, tránh để cái lượng tiền nó tập trung ở trong cái liquid staking token này. Ok, thì chắc là mình liệt kê ra ba cái tên như vậy thôi. Đó là CRVUSD, MakerDAO DAI và GHO. Thì đến đây thì chắc là nhiều anh em cũng đã phần nào hình dung được cái mối liên quan trong cái câu hỏi mà mình đặt ra ở trong đầu podcast này. Chắc là không dài dòng nữa thì mình sẽ trả lời luôn những cái thắc mắc. Đó là với những cái stablecoin hiện tại, cá nhân mình thấy thì họ đang có xu hướng là sử dụng những cái liquid staking token và đặc biệt là các cái lượng Ethereum đã được stake để làm cái tài sản thế chấp, và từ đó mở rộng cái miếng bánh stablecoin của mình ra. Vậy thì từ cái việc mà theo dõi những cái động thái cập nhật mới nhất của các dự án theo cái hướng đi này thì chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi tiếp theo, đó là tại sao các cái dự án họ lại chọn cái cách tiếp cận là dùng liquid staking Ethereum làm tài sản thế chấp và từ đó phát triển những cái đồng stablecoin xung quanh. Thì chúng ta cũng biết rồi, đó là cái nâng cấp sang 2 thì nó đã bắt đầu cho phép mở khóa và cho phép người dùng có thể rút Ethereum ra khỏi Bitcoin Chain. Và điều này nó sẽ tạo nên những cái nhu cầu, nó gỡ bỏ những cái rào cản cho người dùng, khuyến khích người dùng stake Ethereum nhiều hơn vào cái Bitcoin Chain này. Thì cái việc mà người dùng họ sẵn sàng bỏ tiền vào những cái liquid staking á, nó cũng sẽ mở rộng cái thị trường này ra, đồng thời là nó sẽ mang lại một cái nguồn doanh thu cho những cái bên nào cung cấp dịch vụ liquid staking này. Chúng ta thấy là mới đây ha, thì Binance họ cũng đã có những cái động thái tham gia vào cái cuộc chiến này với cái đồng là WBETH. Thì đây là một cái phiên bản mà Wrapped Staking Ethereum được Binance phát triển, và họ sẽ có những động thái để có thể phần nào ăn được cái miếng bánh liquid staking trong thời gian tới. Thì nhiều anh em cũng thắc mắc là nếu như mà liquid staking cái yield của cái thị trường này nó chỉ đâu đó tầm khoảng 4-5%, thì các cái
tay chơi lớn, tại sao họ lại để tâm đến cái thị trường này như vậy. Thì chúng ta cũng biết là cái tỷ trọng staking của Ethereum nó chiếm đâu đó khoảng 16-17% thôi. Lần gần nhất mình check cái con số nó là như vậy thì chỉ có 16-17% lượng Ethereum được stake vào mạng lưới. Thì đây nó là một con số vẫn còn là một cái dư địa rất là lớn để mà chúng ta đối chiếu sang nhiều cái blockchain khác, ví dụ như Phantom, Solana, Vax hay là bla bla, rất là nhiều. Cái tỷ trọng staking của những cái blockchain này thường thì nó dao động từ khoảng 40-50%, tức là nó là một con cái tỷ trọng rất là lớn. Và để mà so sánh với Ethereum thì cái con số dưới 20% hiện tại thì nó vẫn là một cái dư địa phát triển rất là lớn. Và đó là lý do tại sao mà rất là nhiều tay chơi họ nhìn thấy được cái tiềm năng của cái mạng liquid staking này. Một cái chi tiết nữa đó là 4-5% yield thì chúng ta thấy là nó nhỏ. Và nếu như mà cái lượng fee mà các cái dịch vụ liquid staking họ thu á, thì chỉ chiếm đâu đó 5-10% cái lượng yield này thôi. Tuy nhiên á, nếu như mà chúng ta nhân cái lượng fee 5-10% này cho một cái tổng thị trường lên tới hàng chục tỷ, và thậm chí nó có thể tăng gấp 2, gấp 3 trong thời gian tới, vì cái dư địa của thị trường nó vẫn còn lớn, thì chúng ta thấy là cái con số mà fee mà họ thu về thì nó cũng khá là lớn như vậy. Tự chung lại chúng ta sẽ thấy là liquid staking nó vẫn đang là một cái thị trường mà rất nhiều tay chơi họ có thể gain được cái revenue từ cái thị trường này. Mình nói đến đây không có nghĩa là mình đang shill những cái liquid staking token ha anh em ha. Thì nếu mà anh em mà quan tâm và muốn tự đầu tư những cái dự án liên quan đến liquid staking này thì nên tìm hiểu cho mình cái model kinh doanh của họ, cũng như là cái dòng tiền liệu nó có gọi là nó truy hồi về cho cái token của dự án hay không. Thì cái này mỗi anh em sẽ cần phải có những cái nghiên cứu riêng của mình, chứ mình không nói ở đây là để mình gọi là mình siêu cái mạng thị trường liquid staking. Mình chỉ đang gọi là phân tích một vài những cái con số cũng như là góc nhìn của cá nhân mình về cái mạng thị trường này. Rồi thì chúng ta đã nói về stablecoin, chúng ta đã nói về cái tiềm năng của thị trường liquid staking rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái sự giao thoa giữa hai cái thị trường này ha. Thì cá nhân mình nhận định á, thì trong thời gian tới các dự án stablecoin và các cái dự án làm về liquid staking họ sẽ có cái xu hướng là liên minh lại với nhau. Tức là một ông làm stablecoin đúng không, một ông làm liquid staking thì sẽ có xu hướng là hợp tác với nhau. Cái ông làm stablecoin sẽ có cái chức năng là tạo lập cái thanh khoản, tạo lập cái thị trường cho cái đồng stablecoin. Còn ông làm liquid staking token thì có thể gọi là hỗ trợ những cái liên quan đến các cái tài sản staking token. Đây là một cái xu hướng mà mình thấy nó khá là, nó nhiều khả năng sẽ trở nên phổ biến trong thời gian tới, vì nó cũng khá là win-win, không những với những cái đơn vị tạo lập thị trường stablecoin, những người mà đã có sẵn cái thị trường giao dịch cho cái đồng stablecoin đó, và những cái bên mà gọi là làm những cái dịch vụ hỗ trợ người dùng có thể staking nhỏ lẻ, thì đây là một cái bước đi mà mình nghĩ là khá là win-win. Tuy nhiên là trong thời gian tới thì những cái sự cạnh tranh trong cái mạng business này nó sẽ rất là gay gắt, bởi vì rất là nhiều những cái liên minh nó đã bắt đầu, nó nhen nhóm và nó hình thành rồi. Ok, vậy thì cái xu hướng này thì nó có tác động như thế nào đến thị trường? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái việc mà dùng liquid staking token để mine ra stablecoin, về bản chất nó sẽ giúp tăng hiệu quả về vốn, bởi vì cái lượng tiền nó bị khóa vào trong cái mạng lưới á, nó sẽ trở nên không hiệu quả nếu như mà chúng ta không biết tận dụng. Và khi mà dùng cái liquid staking token này để mine ra stablecoin thì chúng ta sẽ tạo ra thêm được một cái lượng mà mình hay gọi là cái lượng tín dụng, và từ đó nó sẽ chạy đi rất là nhiều nơi, rất là nhiều sản phẩm ở trong hệ sinh thái, và từ đó giúp các cái dự án nó tránh gặp phải những cái vấn đề liên quan đến dòng tiền. Ngoài ra thì cái liquid staking token này thì nó cũng có một cái lượng yield, thì anh em cũng biết là cũng khoảng 4-5% một năm. Thì cái lượng yield này khi mà nó tái tục vào thì nó sẽ giúp một cái lượng stablecoin mới được mint ra nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chỉ có dùng Ethereum và mint thôi. Thì nó có thêm một cái lượng yield đó là 4-5%. Thì 4-5% này thì nó đến từ cái hiệu quả hoạt động của mạng lưới, chứ nó không phải là 4-5% gọi là từ không khí nó chui ra. Thì cái này nó cũng là một cái cách tận dụng nó cũng khá là hiệu quả. Nhiều anh em nghe đến đây thì sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì nó có đi vào những cái con đường gọi là của USD hay là nhiều cái stablecoin khác mà nó đã thất bại trong quá khứ hay không.
Thì cá nhân mình thấy là nếu như mà cái stablecoin này, cái vấn đề của cái stablecoin này nó có ổn định hay không, nó không nằm ở cái việc là tài sản thế chấp nó như thế nào, mà cái dạng gọi là over collateral stablecoin này thì cái việc ổn định của nó nằm khá là nhiều ở cái cơ chế thanh lý tài sản, chứ nó không liên quan gì quá nhiều đến cái tài sản thế chấp. Bởi vì cái tài sản thế chấp chúng ta cũng biết là Ethereum thì dù gì nói nữa nó cũng ổn định hơn rất là nhiều so với nhiều cái đồng coin khác ở trên thị trường. Cái việc an toàn hay không thì với mình nó nằm ở cái kỹ thuật khi mà các cái đơn vị phát hành này họ thanh lý để tránh những cái nợ xấu khi mà họ không kịp bán cái lượng tài sản thanh lý đi để bù đắp lại được cái lượng stablecoin đã mint ra, thì cái này nó phụ thuộc ở về mặt kỹ thuật nhiều hơn là phụ thuộc về cái chất lượng của cái tài sản thế chấp. Thì đó là cái góc nhìn của mình về những cái stablecoin đang đi theo cái xu hướng là dùng cái liquid staking token này. Rồi một cái tác động nữa bên cạnh cái việc là nó giúp thị trường giải quyết được cái vấn đề thanh khoản, đó là một cái tác động nó theo chiều ngược lại ha, đó là nó có thể khiến cho thị trường gặp một cái tình trạng gọi là inflate, tức là bong bóng nhẹ đó, một cái tình trạng bong bóng nhẹ, tại vì lượng tiền nó được mint ra và nó được loop nhiều lần, thì cái này khi mà thị trường nó gọi là free market thì không ai quản lý được cái vòng loop này, thì những cái tay chơi mà họ gọi là đòn bẩy quá mức thì nó đâu đó nó sẽ tạo ra những cái bong bóng. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái cơ chế tự điều chỉnh, nên là chúng ta theo dõi thôi, chúng ta cũng đừng gọi là nên đòn bẩy quá mức. Giống nhiều cái tay chơi mà họ lành nghề như vậy rồi thì họ xử lý những cái chiến lược đó thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể đứng ngoài và theo dõi những cái động thái của họ thay vì là trực tiếp chúng ta đép rất là nhiều Ethereum staking vào, sau đó chúng ta tự mint ra những nhiều cái stablecoin này, là thì chúng ta chơi như vậy thì nó cũng khá là rủi ro, đặc biệt là với một cái mạng lưới mà nó khá là, mình đánh giá là khá là nghẽn như Ethereum, thì cái câu chuyện này thì nó hết sức là rủi ro cho nhiều người dùng, nhiều nhà đầu tư retail. Rồi ok, chúng ta đã nói về xu hướng kết hợp giữa stablecoin và các cái tài sản liquid staking rồi, thì chúng ta cũng đã nói về những cái tác động và những cái rủi ro của cái hướng đi này rồi. Vậy thì đoạn cuối này thì chúng ta sẽ nói về những cái tổ chức hoặc là những cái định chế có thể cần theo dõi, anh em cần theo dõi. Và lưu ý với anh em, đây là góc nhìn cá nhân của mình thôi và không phải là lời khuyên đầu tư. Thì đây sẽ là một vài các cái tổ chức, một vài cái định chế mà cá nhân mình sẽ chú trọng theo dõi trong thời gian tới, khi mà chúng ta biết được những cái thông tin, những cái định hướng phát triển sản phẩm của các cái dự án stablecoin ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung vào, tất nhiên là khi mà nhiều cái stablecoin kiểu mới này nó phát hành thì chúng ta sẽ tập trung theo dõi nhiều cái đơn vị trực tiếp phát triển các cái stablecoin này, ví dụ như CRV USD của Curve này, hoặc là GHO của AV, rồi DAI của MakerDAO, rồi sắp tới thì mình thấy là có một cái dự án là Rai. Thì Rai hồi xưa là một cái stablecoin, họ cũng gọi là làm nó khá là chật vật và họ bỏ cái cách tiếp cận cũ và họ nâng cấp lên một cái phiên bản mới là Hai. Thì Hai cũng là một cái stablecoin nó chú trọng đến dùng các cái liquid staking token và đặc biệt là staked Ethereum để làm tài sản thế chấp. Thì đây là một vài cái dự án mà đang chọn đi theo cái hướng này. Rồi, tiếp đến thì ngoài các cái đơn vị phát hành stablecoin thì chúng ta chắc chắn sẽ phải quan tâm đến các cái đơn vị làm liquid staking rồi. Chúng ta sẽ theo dõi là cách họ mở rộng cái thị phần liquid staking của mình như thế nào, cách họ tạo ra cái nguồn doanh thu, cách họ capture lại được cái fee từ cái dịch vụ mà họ cung cấp cho người dùng. Thì đây là cái nhóm thứ hai mà mình nghĩ là có thể cần theo dõi. Cái nhóm thứ ba là một cái nhóm mà mình thấy là cũng sẽ tham gia những cái liên minh trong cái cuộc chiến này, đó là những cái đơn vị mà nắm quyền vote cao trong Curve. Thì chúng ta có thể theo dõi nhiều cái đơn vị mà họ đã nổi lên từ cái đợt Curve Wars năm ngoái đó. Thì có thể sắp tới khi mà cái bài toán về stablecoin wars, cái cuộc chiến stablecoin nó trở lại, thì những cái đơn vị mà nắm nhiều phiếu bầu ở trên Curve thì họ nhiều khả năng cũng sẽ tham gia nhiều cái liên minh để họ có thể gọi là chia lại cái thị phần khá là béo bở trong thời gian tới ha. Rồi, cái nhóm thứ tư mà mình nghĩ là
họ không trực tiếp liên quan nhưng mà họ là một cái other side của cái cuộc chiến này, đó là những cái stablecoin centralized, tức là những cái đơn vị phát hành stablecoin truyền thống. Chúng ta sẽ cần phải theo dõi xem là họ sẽ có những cái động thái như thế nào để có thể là đảm bảo được cái thị phần của mình, hoặc là có những cái cải tiến như thế nào, có những cái thay đổi như thế nào ở trong cái tài sản bảo chứng của mình. Thì đây cũng là một cái nhóm mà mình nghĩ là anh em cũng cần theo dõi sau khi mà biết được cái thông tin là thị trường đang có cái xu hướng dịch chuyển dần theo cái staked Ethereum ha. Rồi, thì hy vọng là cái tập podcast tuần này nó mang lại cho anh em những cái thông tin hữu ích và những cái góc nhìn nó mới, thú vị và đa chiều hơn. Nếu như mà anh em thích cái podcast DeFi Discussion này thì có thể để lại cho bọn mình một like cũng như là một subscribe cho kênh YouTube của Coin68 ha. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này. Hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.